Diễn đàn Kinh tế Thế giới lần thứ 53 diễn ra trong bối cảnh thế giới chứng kiến những hiện tượng thời tiết cực đoan đang tác động tiêu cực đến cuộc sống của con người ở khắp các châu lục. Vào năm ngoái, châu Âu trải qua mùa hè nóng nhất trong lịch sử. Nhiệt độ tại Anh vào ngày 19 tháng 7 năm ngoái lên đến 40,3 độ C. Nhiệt độ cao gây ra những trận hỏa hoạn tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ tại Tây Ban Nha, Pháp Pakistan đang kêu gọi cộng đồng quốc tế hỗ trợ 16 tỷ đô la để tái thiết lại đất nước sau trận lụt lịch sử vào mùa hè năm ngoái. Trận lũ lụt cướp đi sinh mạng của 1.700 người và khiến một phần ba đất nước Pakistan chìm trong nước. Trong khi đó, hôm qua, Tổng thống Mỹ Joe Biden ban bố tình trạng khẩn cấp tại bang California khi bang này đang hứng chịu hàng loạt trận lũ lụt bất thường suốt ba tuần qua. Nhà khoa học Freja Van thuộc Cơ quan Biến đổi Khí hậu Copernicus của Liên minh châu Âu cho biết. Dữ liệu của chúng tôi cho thấy trên toàn cầu năm 2022 là năm nóng thứ năm được ghi nhận. Điều thực sự cần lưu ý ở đây là 8 năm qua đều là năm nóng nhất được ghi nhận. Nhiệt độ trung bình trong 8 năm qua cũng cao hơn một độ so với thời kỳ tiền công nghiệp. Kết quả khảo sát của Diễn đàn Kinh tế Thế giới cũng cho thấy thất bại trong giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu và suy thoái môi trường nằm trong danh sách những rủi ro hàng đầu mà trái đất phải đối mặt trong thập kỷ tới. Bà Sadia Zahidi, giám đốc quản lý diễn đàn kinh tế thế giới cho biết. Khảo sát có sự tham gia của 1.200 chuyên gia trong nhiều lĩnh vực như kinh tế, xã hội. Trong năm nay, 2023, mối lo lớn nhất là khủng hoảng năng lượng và lương thực. Trong hai năm tới, chi phí sinh hoạt tăng là nỗi lo lớn nhất. Trong 10 năm tới, 6 trong 10 mối lo lớn của toàn thế giới đều liên quan đến môi trường và biến đổi khí hậu. Vì vậy, các cuộc thảo luận về chống biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường rất được quan tâm tại diễn đàn kinh tế thế giới năm 3. Trước đó, năm ngoái, diễn đàn kinh tế thế giới nhấn mạnh việc huy động các nỗ lực công tư để thực hiện các mục tiêu quan trọng về khí hậu toàn cầu năm 2030, 2050. Tại các phiên thảo luận, các đại biểu cho rằng việc bảo vệ thiên nhiên và khí hậu cần được quan tâm hàng đầu vì thế giới chỉ còn vài năm nữa để thay đổi hướng đi, tránh việc bỏ lỡ các cơ hội bảo vệ môi trường. Năm nay, diễn đàn kinh tế thế giới năm 3 hy vọng sẽ tiếp tục thúc đẩy các nỗ lực và sáng kiến chống biến đổi khí hậu với ba hướng tiếp cận gồm kêu gọi các nhà lãnh đạo nâng cao tham vọng và cam kết, tăng cường hợp tác thực hiện các sáng kiến và cung cấp nền tảng chia sẻ giải pháp.